Mọi người có thực sự sẽ biết về những điều mà em nói trong video này? Hôm nay em sẽ dẫn mọi người cùng tìm hiểu về một căn phòng quyền lực nhất trên thế giới, hay còn gọi là phòng bầu dục, được đặt tại Washington của nước Mỹ. Khung cảnh này được chụp vào ngày 29 tháng 12 năm 2009, tròn 11 tháng sau khi Tổng thống Obama đắc cử. Vị trí đáng chú ý ngay tại trung tâm, và đây cũng chính là chỗ để chân đặc biệt của Tổng thống Obama. Đây là chiếc bàn dài hơn một thế kỷ qua, gần như vị Tổng thống nào cũng sử dụng, mang tên là Resolute. Năm 2009, Nhà Trắng đã công bố những hình ảnh về việc gác chân của ông Obama đã khuấy động lên mạng xã hội, vì thể hiện được phong cách phóng khoáng, cởi mở và gần gũi của ông. Từ đó thì hình ảnh chiếc bàn này đã được chú ý nhiều hơn và được nhiều cơ sở lấy cảm hứng, cũng giống như là tạo ra những chiếc bàn với những đường nét cách tân và sử dụng về cho không gian. Lấy cảm hứng từ thiết kế này thì Sơn Đông cũng tạo ra một mẫu bàn tương tự, đó là bàn Obama với những đường nét thiết kế vô cùng tinh xảo. Đây, cùng với họa tiết chạy lai đen. Mọi người có thể liên hệ đến em hoặc là Sơn Đông để xem chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành chiếc bàn này nha. Năm 1880 thì một chiếc thùng cỡ lớn được gửi đến Nhà Trắng, bề tên người nhận là Rudolph Hay. Mọi người vô cùng tò mò và mở chiếc thùng này ra thì bên trong đó là một chiếc bàn làm việc được làm bằng chất liệu gỗ xoài. Bên trong đề chữ, chiếc bàn này được làm bằng gỗ của con tàu HMS Resolute huyền thoại do nữ hoàng Anh mến tặng Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, như là một kỷ vật về tấm lòng chân thành cùng sự lịch lãm. Con tàu này bị mắc kẹt trong băng trong khi đang trên đường tìm những con tàu khác, và sau đó đã được nước Mỹ tìm thấy và trả cho nước Anh. Năm 1902, dưới thời Tổng thống Roosevelt, theo yêu cầu của cá nhân ông, mặt trước chiếc bàn được chạm thêm hình ảnh huy hiệu của Tổng thống Mỹ. Hình ảnh đại bàn tượng trưng cho sự tự do, độc lập, cành nguyệt quế, vẻ vang trong quá khứ và hòa bình thực tại, cùng với đó là 13 mũi tên, thể hiện cho tinh thần quật cường, anh dũng quyết chiến. Với nhiều đời tổng thống khác nhau thì chiếc bàn này đã được vận chuyển đi nhiều nơi, sau đó lại trở về phòng bầu dục và được sử dụng cho đến nay qua các đời tổng thống kế tiếp. Đây là một nhân chứng cho lịch sử của đế quốc Hoa Kỳ, trải qua bao thăng trầm, từ biển Bắc Cực đầy giông tố đến vụ ám sát Kennedy đầy bí ẩn, và có thể đây là một chiếc bàn trở thành huyền thoại đệ nhất bàn trong Nhà Trắng. Nhu cầu tìm kiếm những mẫu bàn sang trọng như thế này đang ngày càng tăng, và đây là một chiếc bàn rất là thích hợp để đặt trong không gian như là giám đốc hoặc là chủ tịch điều hành. Và hiện tại nếu như mọi người quan tâm tới sản phẩm như thế này, có thể liên hệ đến em thông qua số hotline mà em ghim trên màn hình, hoặc là đến ngay showroom mà em đang trưng bày sản phẩm tại số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, để được bên em hỗ trợ và tư vấn trực tiếp cho mọi người. Và em là Thu, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nội thất Sơn Đông, khát vọng vươn xa, tinh hoa người Việt.